Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì một ngày rất là đẹp trời, bên em lại về được rất là nhiều những cái mẫu phân tần để phụ tất cả anh em và các bác. Đấy, đi một vài hôm trước thì những cái mẫu phân tần dàn sân khấu này, những cái phân tần công suất lớn đấy ạ. Đấy thì rất nhiều anh em và các bác thì có đặt hàng của bên em mà nỡ là không có hàng về kịp để phục vụ tất cả anh em. Và hôm nay thì đã lại có hàng rồi. Đấy thì ngoài những cái mẫu phân tần phân khúc loa nhỏ đấy, thì bên em cũng có phân phối cả những cái mẫu phân tần công suất lớn dành cho loa 4, 5, 6 tấc đấy, 40, 50, 60. Thế thì ngoài ra nếu mà anh em nào muốn tiết kiệm chi phí hơn thì anh em cũng có thể chơi những cái con phân tần giá tầm trung hơn, vẫn đánh được bát 40 đấy, vẫn đánh được bát 40 nhưng mà côn nó sẽ nhỏ thôi. Đấy, côn nó nhỏ hơn, ví dụ côn bát 40, côn tầm 75 hoặc là côn 85 thì thoải mái. Côn 100 cũng chơi được. Đấy, nhưng mà nó sẽ hơi với anh em nhé, vẫn chơi được bình thường. Đấy, như cái con AB502 này, đánh cho loa full đơn này. Đấy, một bát một chép. Đấy, thì anh em vẫn có thể đánh từ bát 40, côn 100 cho đến bát 30, bát 20 thoải mái. Đấy, thì đây là một cái con phân khúc giá 400.000 đồng một đôi. Đấy, đi ngoài ra khi các anh em và các bác mua thì bên em sẽ hàn sẵn dây cho anh em. Nhưng cái con này thì nó phải hàn dây anh em ạ. Đấy, thì bên em sẽ có những cái dây bãi của Nhật đấy. Đấy, thì bên em sẽ hàn sẵn cho anh em. Đây là một mẫu AB502 này. Con này thì bên em bán khá là chạy vì cái phân khúc của nó là phân khúc bình dân. Đấy, phân khúc bình dân. Đấy, con này thì lúc nào bên em cũng sẵn hàng nhá. Giá 400.000 đồng cho một cặp. Chưa bao ship, cả ship vào là 430.000 đồng anh em nhá. Rồi tiếp theo đến là mẫu 503. Đấy, em sẽ lướt lướt qua mấy cái con này trước, rồi sau đấy chúng ta sẽ đi vào những cái con phân tần sân khấu ấy kìa, mới gọi là cái ý chính của em hôm nay muốn lên cho anh em. Đấy, con này thì là một con 3 đường tiếng. Đấy, bát trung chép. Đấy, nhưng mà anh em nào mà muốn thay thế hay là muốn đóng loa đóng thùng mà cái con loa nhỏ thôi. Đấy, ví dụ như cái con cái phân khúc này này. Đây, những cái phân khúc bát 30 trung 12 hoặc là một chép thì anh em chơi cái con này là chơi cái con 503 này là quá hợp lý luôn. Đấy, thì bát 30 mà. Con này sẽ đánh từ bát 30 trung, một trung 12 hoặc là 16 hoặc là hai chép đều được. Đấy, thì ở đây anh em thể nhìn. Dùng thì rất dễ sử dụng thôi. Đường in này, đường chép này, đường median này là đường trung này. Đấy, thì kể cả anh em nào mà chưa biết mà muốn bên em hướng dẫn thì bên anh em cứ kết bạn Zalo với em sẽ hướng dẫn chi tiết luôn cho anh em. Và rất nhiều anh em thì có hỏi là phân tần này thì khi mà lắp vào thì nó có hay hơn không. Đấy, thì tiện đây em xin trả lời luôn nhé, đảm bảo là sẽ hay hơn. Đấy, khi mà con loa của anh em và các bác đánh thẳng và khi mà nó qua phân tần nó rất khác nhau, nó sẽ cắt tần số và nó sẽ cho tiếng bát, tiếng trung, tiếng chép nó ra rõ ràng hơn. Đấy, gọi là giải nào ta giải đấy. Thì anh em thể nhìn đây. Đây là một con phân tần sân khấu BA2T. Đấy, thì đây là phân khúc giá tầm trung bình khá. Đấy, gọi là khá đấy. Con này thì giá 850.000 đồng cho một đôi. Đấy, thì anh em nhìn. Con này thì không phải hàn dây, nó có những cái cầu kẹp loa, kẹp dây loa như này này. Đấy, thì chúng ta chỉ việc ấn thôi và nó sẽ đã phân biệt sẵn âm dương. Đấy, con này thì anh em có thể đánh một bát một chép, chép kèn đấy. Dàn sân khấu thì thường sẽ chép kèn. Và bát của nó sẽ rơi vào tầm bát 40, bát 50, côn toàn trên 100 hết. Đấy, thì anh em nào mà xem chi tiết cái video này thì không phải hỏi nhiều. Rất nhiều anh em khi nhắn tin là ở cái con này đánh được bát 40, côn 100 không em, hay là bát 50, côn 110 bao nhiêu đấy. Thì trong cái video này em sẽ nói chi tiết luôn cho anh em. Đấy, thì trong cái phân tần này thì nó có cả tản nhiệt này. Đấy, trở xứ này, tụ cảm này, hai quận cảm lớn này. Đấy, thì nó mới gánh được bát to, cầm rất là nặng anh em nhé. Đấy, con này là BA2T. Thì cái cầu này, cầu W này là cầu bát này, cầu in này là cầu vào loa và âm ly này. Đấy, còn cầu T là chép này. Đấy, rất dễ sử dụng. Đấy, con này thì là hàng chính hãng rồi. Giá là 850.000 đồng cho một đôi anh em nhé, chưa bao gồm phí vận chuyển, được chưa? Rồi, tiếp theo đến là một mẫu hai bát một chép. Đấy, nhiều anh em hay gọi là loa full đôi đấy.
Đấy, phun đôi, phun đơn, phun đôi nó khác nhau cái gì? Thì anh em thể nhìn đây, một cái phân tần phun đôi thì nó sẽ khủng hơn rất là nhiều. Thì anh em thể nhìn cả cái con này của nó là một bát một chép thì nó chỉ có hai cuộn cảm, nhưng mà của con này hai bát một chép thì nó sẽ như thế nào? Đấy, ba cuộn cảm lớn nhá, cầm nặng, em cầm một tay là cảm thấy nặng luôn đấy, cầm hai tay mới được. Đấy, đây này, W1 là đường bát 2 này, W1 là đường bát 1 này, đây input này, chép này, đây thì nó cũng là cái cầu loa ấn thôi. Những cái con phân tần khủng, phân tần xịn thì nó mới được thiết kế những cái cầu ấn như thế này anh em nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ hiểu như vậy. Đấy, cùng hãng nên là anh em thể nhìn tất cả các cái phụ kiện, từ những con trở, từ những con tôm, con tép ở đây này. Đấy, hay là những con tụ đều là của Pháp, đều là xịn hết. Đấy, tụ đen này, kẻ cuộn cảm này, anh em nhìn. Đấy, con này thì model sản phẩm là BA25T. Chúng ta có thể chơi được 2 bát 40 hoặc là 2 bát 50. Anh em còn chép kèn thì chúng ta có thể chơi chép từ 450, 750, 850. Đấy, nên tại sao em phải lên chi tiết luôn cho anh em những cái dòng loa sân khấu, nhất là những anh mà hay đi setup những cái hội nghị đấy, hay là setup tiệc cưới đấy, thì anh em nên cân nhắc chơi những cái con phân tần này. Bát nó sẽ ra, bát chép nó sẽ ra rất là căng và rất là lực. Đấy. Con này thì có mức giá là 950.000 đồng cho một đôi anh em nhé. 950.000 đồng một đôi. Đấy, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em cứ cộng cho em 30.000 phí vận chuyển thôi nhá. Bro. Audio. Đấy. Ok, tiếp theo đến một mẫu nữa là một mẫu 3 đường tiếng. Đấy, con này thì là một cái con cháy hàng nhanh nhất và cũng sẽ là hết sớm nhất nếu mà em lên trong cái video này. Đấy, thì đây. Cho anh em nhìn chi tiết. Con này thì là một mã BA3T, một dòng phân tần 3 đường tiếng, đánh được bát 50, 60, đấy, 40, 50, 60. Thì anh em con này thì em cứ nói to như vậy, hẳn như vậy, để anh em cái độ chịu tải của con phân tần này nó rất là lớn. Được chưa? Đây, đường bát này, đường chép này, đấy, đường in này, đường M này được là đường trung anh em nhé, đường mid đấy. Đấy. Muốn nghe một bài nhạc hay, muốn làm một con loa hay thì bắt buộc chúng ta phải có một con phân tần đẹp và có một con phân tần xịn. Đấy, thì anh em cứ chỉ việc cân nhắc và chọn lựa cái mẫu mã nào nó phù hợp nhất với anh em và các bác. Đấy, những con phân tần mà có tản nhiệt như thế này thì nó rất là hiếm. Đấy, model sản phẩm là BA3T. Con này thì có mức giá là 980.000 đồng cho một đôi. Đấy, chưa bao gồm vận chuyển, cộng thêm 30.000 thì nó rơi tầm 1.010.000 anh em nhé. Con này trước bên em bán giá là 1.1.000 đấy. Đấy mà đợt này thì khai thác được cái chỗ ngon hơn nên giá thành thì cũng bớt cho anh em để anh em trải nghiệm. Đấy thì rất nhiều anh em và các bác thì khi sử dụng những cái loa cũ đấy, những cái loa mà nó không có phân tần đấy, thì khi lắp vào thì nghe nó khác hẳn, nghe nó thay đổi hoàn toàn luôn. Từ một con loa không hay mà khi lắp vào phân tần vào thì nó sẽ thành một con loa hay. Đấy. Ok. Đấy, con này thì giá là 980 anh em nhé. Đấy, em sẽ không nói tiền ship ở đây. Còn anh em nào muốn mua thì bên em sẽ ship COD toàn quốc. Đấy, anh em nhận hàng thanh toán. Được chưa? Nhận hàng thanh toán và anh em không cần ứng trước một đồng nào cả, trừ những đơn hàng tầm 5-10 triệu thì may ra bên em mới chỉ nhận cọc có 100.000 thôi. Đấy, nói thẳng với anh em như vậy. Những đơn hàng 5-10 triệu thì bên em mới chỉ nhận cọc 100-200.000. Đấy, còn những cái đơn hàng mà trên 1 triệu hoặc là vài trăm như này thì bên em không bao giờ bắt cọc anh em nhé. Đấy, nên anh em cứ thoải mái đặt hàng. Đấy, đi ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều những cái mẫu lọc điện này. Đấy, những cái mẫu lọc điện, những con loa chép. Đấy, hay là những con loa âm ly đầy đủ anh em nhé. Đấy, thì anh em mà quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ chụp ảnh lại màn hình cho em. Bên em sẽ gửi đúng hàng, đúng mẫu, đúng sản phẩm thì anh em và các bác mới nhận hàng. Được chưa? Đấy. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.